Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 27 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ tại Hồng Quân Thành, thành chủ phủ, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư bây giờ đã gần như hoàn toàn hồi phục. Nghịch Ương rảnh rỗi đang cùng Hồng Quân đánh cờ, mặc dù bị thua không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn như cũ hứng thú khiêu chiến với Hồng Quân. Liễu Hàn Thư lúc này đang ngồi cùng Lâm Phi nói chuyện. Phi Phi, nàng nghe ta nói, trước tiên hãy chạy đi, chúng ta ở lại một chút rồi cũng sẽ chạy. Liễu Hàn Thư nói, hôm nay Hồng Quân Thành cũng chỉ còn có mấy người bọn họ. Không, ta và mọi người phải đi cùng nhau, lần trước thấy chàng bị thương ta đã khổ sở muốn chết rồi. Lâm Phi lắc lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý. Phi Phi, không nên cố chấp như vậy, nàng bây giờ tu vi còn thấp, lúc chiến đấu xảy ra chúng ta căn bản không thể chịu cố được nàng đâu. Nghe lời ta, nhiều nhất 10 ngày chúng ta sẽ cùng nàng hội hợp, sư đệ đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đâu. À, Nghịch Ương lão ca, cái tên Chu Thiên kia không sai, đã phá mở được một tòa đại trận rồi. Hồng Quân tâm thần vừa động liền biết mới có một tòa đại trận, có thể nói là phức tạp bị phá. Thế nhưng Hồng Quân một chút cũng không lo lắng, trận pháp nọ mặc dù nói là phức tạp nhưng cũng chỉ là một lượng lớn trận pháp đơn giản bố trí cùng một chỗ mà thôi. Luận về trình độ, so với một trận pháp tam cấp khốn trận còn muốn đơn giản hơn rất nhiều. Phi Phi, Hồng Quân nói, Liễu Hàn Thư cũng nghe được, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phi Phi, vi phu nói một lần nữa, nàng chạy trước đi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại, không nên trẻ con như vậy nữa. Liễu Hàn Thư không biết Chu Thiên còn phải bao lâu thời gian nữa mới phá vỡ tất cả trận pháp của Hồng Quân, nhưng bảo đảm an toàn cho Lâm Phi trong lòng hắn vĩnh viễn là việc quan trọng nhất. Một tháng thời gian, trong khi Thạch Nhược Tín cùng mọi người đang chờ đều có chút lo lắng, cách đó không xa cảnh vật còn khẩn trương hơn, mà Chu Thiên vẫn đang mỉm cười đứng đó. Mặc dù hắn mỉm cười nhưng ai cũng thấy được lúc này Chu Thiên mệt mỏi cỡ nào. Trận pháp bị phá, Thạch Nhượng Tín mừng rỡ vội vàng tự mình hấp tấp tiến tới cạnh Chu Thiên. Chu huynh, khổ cực ngươi rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi mấy ngày, mấy trận pháp khác từ từ hãy nói tới cũng được. Hảo, cũng lên nghỉ ngơi một chút rồi, không biết tên biến thái Hồng Quân này còn có trận pháp gì chờ ta đây. Chu Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng của Hồng Quân Thành trầm ngâm nói. Đương nhiên Thạch Nhược Tín là không cách nào giải thích được câu nói kia của Chu Thiên, nhưng Chu Thiên chính mình trong lòng biết rất rõ. Nếu Hồng Quân có lý giải với trận đạo sâu sắc đến như vậy, chính mình dụng một tháng thời gian mới có thể phá được một trận pháp, đối với Hồng Quân có lẽ chỉ cần nửa tháng là bố trí được. Nói như vậy, Hồng Quân không chỉ là sử dụng trận pháp đối phó với mọi người, mà cái chính là dẫn dụ bọn họ đến đây, dám chắc đằng sau còn có âm mưu. Nếu đúng là vậy, tự mình nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu lấy không được thiên thần khí thì cũng không nên đâm đầu vào nơi này nữa. Những lời này trong lòng Chu Thiên căn bản không có nói cho Thạch Nhược Tín nghe. Nếu hắn biết nguy hiểm như vậy, chính mình chưa phòng bị tốt, vạn nhất Thạch Nhược Tín thay đổi sách lược thì người bất lợi nhất vẫn là Chu Thiên hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chu Thiên quyết định nghỉ ngơi xong tiếp tục phá trận. Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư thương thế đã hoàn toàn hồi phục, Lâm Phi cuối cùng cũng nghe theo đề nghị của Hàn Thư, trước tiên rút lui. Hôm nay ở Hồng Quân Thành ngoại trừ ba người Hồng Quân ra chỉ còn có La Băng đang bế quan. Tại nơi La Băng đang bế quan, Hồng Quân bố trí vừa là khốn trận vừa là sát trận, không dưới 12 cái, hơn nữa tất cả đều là siêu cấp hoàn hảo trận pháp. Lúc này mật thất bế quan của La Băng đã trở thành địa phương an toàn nhất ở tầng thứ 7 của vô danh không gian. Muốn hoàn toàn phá vỡ trận pháp này, cho dù là tổ tông của Chu Thiên cũng vô pháp phá vỡ. Một năm sau, 17 tòa trận pháp xung quanh Hồng Quân Thành đã bị Chu Thiên phá đi 16 cái, còn lại một tòa cũng sắp bị Chu Thiên phá vỡ. Tốc độ phá trận càng lúc càng nhanh, cho dù về sau trận pháp cũng có phức tạp, nhưng so với bắt đầu phá thì dễ dàng hơn nhiều. Đối mặt với tòa trận pháp cuối cùng này, Chu Thiên cười tự tin nói với Thạch Nhược Tín. Thạch Thành Chủ, xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không có cơ hội gặp được và phá giải trận pháp cao thâm như vậy. Nói ra Hồng Quân thực sự làm cho người ta kinh ngạc, có thể lý giải sâu sắc với trận đạo như vậy, sợ rằng lão tổ tông Chu gia ta cũng bất quá như thế mà thôi. Chu Thiên giờ phút này thực sự là bội phục Hồng Quân từ đáy lòng. Đối với bọn họ suốt đời nghiên cứu trận pháp, không có phân ra cái gì là đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới.
nếu như trên người của Hồng Quân không có thiên thần khí làm cho người ta ham muốn, Chu Thiên thậm chí nguyện ý cùng Hồng Quân kết giao bằng hữu. Thạch Nhược Tín trong lòng thầm mắng: người nếu thật sự muốn cảm tạ ta thì đừng có lấy hai kiện thiên thần khí đó. Hôm nay trong lòng Thạch Nhược Tín vốn coi ba kiện thiên thần khí đã là của mình, không còn là của Hồng Quân ba người bọn họ nữa. Hảo, Chu Thiên ổn định lại tinh thần, ta phải đi phá rào cản cuối cùng này của hắn thôi. Dứt lời, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa tự tin tiến nhập vào tòa đại trận cuối cùng của Hồng Quân Thành. Cuối cùng cũng đã tới đây rồi, ta cũng đã không nhịn được nữa rồi. Hồng Quân cảm nhận được Chu Thiên đã vào đại trận, vậy ngay sau đó màn vui sẽ diễn ra. Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư hai mắt đều phát ra tinh quang, lại có chút khát máu, đây đều là cảm xúc của cả hai người. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, chúng ta không cần giết nhiều người, chỉ cần giết Chu Thiên cùng hai người biết chút ít trận pháp kia là được rồi, còn lại chúng ta không cần tự mình động thủ, chờ 3.000 người lần trước của bọn hắn xuất hiện chúng ta liền rút lui gấp. Hồng Quân nói với hai người nọ: yên tâm tiểu quân, ta đã nhắm cái tên Lam Hải Quang, một thượng phẩm thần nhân, có thể là đối thủ của ta được. Nghịch Ương liếm môi hưng phấn nói: à tiểu Sương, sư huynh ta chắc không bằng ngươi, ngươi đối phó với Chu Thiên, còn ta đi giết Viên Vũ, mặc dù thực lực chẳng ra gì nhưng cũng tính là thích hợp. Liễu Hàn Thư cũng đáp: hảo, ta đi giết Chu Thiên, bất quá chúng ta trước tiên ở trận pháp mà chờ, đợi bọn chúng phá trận pháp rồi thì chúng ta cùng động thủ. Hồng Quân dặn dò, lập tức ba người thân ảnh lóe lên tiến nhập vào trận pháp cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt lại một tháng qua đi, trận pháp chưa được phá, Chu Thiên từ trong trận pháp cũng không có tin tức gì. Thạch Nhược Tín cũng biết rào cản cuối cùng của Hồng Quân Thành này nhất định không đơn giản, nhưng lại không biết Chu Thiên rốt cuộc bao lâu mới có thể phá vỡ trận pháp. Song ngay lúc này, một nhóm người đang tức tốc bay đến nơi này. Đoàn người mặc dù chỉ có hơn 30 người, nhưng cho dù như thế cũng không thể xem thường họ được. Trên người bọn họ phát ra một loại khí tức cường đại, thậm chí còn hơn Phong Vũ Lôi Đoàn cộng lại. Người chính là Hoàng Sa Thành, thành chủ Thạch Nhược Tín sao? Trong đó một lão đầu chính là đầu lĩnh của nhóm người nói. Thạch Nhược Tín hoàn toàn không rõ những người này từ đâu tới, thậm chí không biết họ là địch hay là bạn, không biết rõ tình trạng như thế nào. Thạch Nhược Tín hướng tới những người này không người một chút: vãn bối, đúng là Thạch Nhược Tín, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tới đây là vì lý do gì? Hảo, ngươi là Thạch Nhược Tín là được rồi, lão phu cùng 30 mấy người này đều là người của Chu gia. Tiểu tử Chu Thiên trước đây vài ngày đã truyền tin về gia tộc kêu cứu, nói rằng có một số việc hắn chính mình không thể quyết định được. Lão giả đầu lĩnh nói. Thạch Nhược Tín sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến Chu Thiên cũng gạt hắn thông chi cho người của gia tộc đến đây. Hơn nữa, người của Chu gia đến nhanh như vậy, nhìn cách Chu gia xuất hiện, rõ ràng chính là muốn cướp lấy thiên thần khí. Chu gia phái người tham dự việc này chắc chắn không phải có chủ ý tốt, chuyện này không ổn, trước tiên phải tìm cách cướp lấy thiên thần khí của Hồng Quân mới được. Đột nhiên, trong đám người này có một trận ồn ào, phương hướng Hồng Quân Thành cảnh vật đột nhiên thay đổi. Đợi đến khi hoàn toàn nhìn rõ thì bốn nhân ảnh hiện ra, một người đứng quay lưng về phía bọn họ, còn lại ba người gương mặt kia thì hoàn toàn quen thuộc. Hồng Quân, người rốt cuộc cũng đã chịu xuất hiện, lần này tất cả trận pháp của Hồng Quân Thành đã bị phá, ta muốn xem ngươi có còn pháp bảo gì nữa không. Thạch Nhược Tín lãnh thanh nói, đồng thời lên tiếng gọi Chu Thiên. Chu huynh, ngươi mau lui trở về, còn lại mọi chuyện giao cho Thạch Nhược Tín ta. Thạch Nhược Tín nói vang vọng cả chung quanh Hồng Quân Thành, mà Chu Thiên vẫn như cũ quay lưng về phía bọn họ, không có một chút ý tứ xoay người lại. Chu huynh! Thạch Nhược Tín lại gọi, không ai trả lời. Hồng Quân cũng là mỉm cười. Thạch thành chủ, người muốn gặp lại Chu Thiên, sợ rằng hãy tới một thế giới khác đi. Hồng Quân vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh Chu Thiên từ từ biến mất. Trong chốc lát, cả người Chu Thiên đã không còn tồn tại. Ngay lúc mọi người đang ngây ngốc, lưỡng đạo kiếm quang nhanh như tia chớp phát ra, nháy mắt Lam Hải Quang cùng Viên Vũ đều chết, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Tiểu Thiên! Lão giả Chu gia vừa rồi nộ quát một tiếng. Người chính là Hồng Quân sao? Người cư nhiên dám giết người của Chu gia ta sao? Thạch Nhược Tín đứng một bên nhìn, mặc dù khiếp sợ Chu Thiên bị giết, nhưng trong lòng hắn nhiều ít có chút may mắn. Chu Thiên đã chết, nói cách khác hắn không phải cần thực hiện lời hứa chia cho Chu gia hai kiện thiên thần khí. Về phần 30 mấy người nọ,
Hắn không tin những người này sau khi đánh với Hồng Quân còn có khí lực kháng trụ với Phong Vũ Lôi đoàn công kích. Lúc này chính là cơ hội xem chuyện vui hiếm có. Hồng Quân đối mặt với lão giả vừa chất vấn mình, nhíu mày nói: "Đúng thì thế nào, giết thì giết, nếu muốn báo thù thì cứ tiến lên, Hồng Quân ta đón tiếp hết thảy." "Được, được." Lão giả nọ cười giận dữ trả lời: "Người trẻ tuổi, ta thừa nhận người có đảm lượng, nhưng nếu là ngươi làm thì phải gánh chịu hậu quả, chịu chết đi." Lão giả nọ vừa nói, trong tay chẳng biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về phía Hồng Quân nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí hình vòng cung. Một kiếm lướt qua, không gian đều không ngừng chấn động. Đây là lực lượng công kích cường hãn, đạt hiệu quả tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, ba mươi mấy người của Chu gia còn lại cũng bay về phía Hồng Quân, ba người hoàn toàn bao vây bọn họ. Công kích thật mạnh. Tránh thoát một kích này, Hồng Quân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Công kích nọ mặc dù không bằng nghịch thiên nhất kiếm của mình, nhưng so với uy lực của nghịch thiên nhất kiếm đã gần bằng, không sai biệt lắm. Nghịch thiên nhất kiếm! Nghịch Cương hét lớn một tiếng, nghịch thiên nhất kiếm xuất ra, muốn dùng quang mang kiếm khí bao phủ lên đám người này, nhưng không như ý muốn của Nghịch Cương. Khi nghịch thiên nhất kiếm hoàn thành thì những người này đã sớm bay tới một vị trí an toàn. Sau một khắc lại lần nữa quay lại chiến trường. Mặc dù tốc độ kém hơn so với tốc độ kinh khủng gần như là thuấn di của Hồng Quân, nhưng có thể đào mệnh dưới nghịch thiên nhất kiếm cũng là kinh khủng, thật sự là không dễ dàng chút nào. Liễu Hàn Thư một bên cũng đối chiến với mấy người ở gần, tổng thể mà nói là ngang tay. Bên kia Hồng Quân vô luận công kích như thế nào đều không ai dám chống đỡ, hoàn toàn là dùng tốc độ như thiểm điện để né tránh, khiến cho Hồng Quân nhớ lại lúc ở Tu La Ma giới đối chiến cùng cương thi nhất tộc. Tốc độ đúng là không còn từ gì để nói, khiến cho Hồng Quân có chút buồn bực không thôi. Thật sự đối với các ngươi, ta không còn biện pháp sao? Hồng Quân bị buộc nóng nảy, thượng phẩm thần khí phá thiên xuất thể, chia ra làm 9. Kiếm đáng bắt phương! Trong tiếng hét phẫn nộ của Hồng Quân, 9 thanh kiếm, 72 đạo kiếm khí mạnh mẽ bay loạn xạ, trực tiếp phân biệt công kích mấy người xung quanh. Chiêu này quả nhiên có chút hiệu quả, thần nhân không thuấn di được, cho dù tốc độ có nhanh cỡ nào, đối mặt với công kích khác biệt cũng không hề có biện pháp. Mấy người đang vây công Hồng Quân dưới một kiếm này toàn bộ bị thương nhẹ, hành động có hơi chút trì hoãn. Thiên thần khí sao, còn có thể chia ra làm 9? Vốn lão giả đầu lĩnh kia cũng không biết thiên thần khí này, Chu Thiên chỉ là đem tin tức truyền về cho trưởng lão. Trưởng lão lại an bài những người này đi, bọn họ thậm chí căn bản không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lại không nghĩ rằng trong tay tên tiểu tử Hồng Quân này có thiên thần khí, mà thiên thần khí này lại có thể chia ra làm 9, quả thực là quá chân quý. Lão giả đầu lĩnh nọ con mắt đã hồng lên, lớn tiếng ra lệnh cho ba mươi mấy người xung quanh: "Vây công, vây công, nhất định giết chết bọn họ, nhất định phải giết, chúng ta nhất định phải đoạt được thiên thần khí này." Mà ở một bên, Thạch Nhược Tín hài lòng nhìn cảnh tượng này, đáy lòng không ngừng hy vọng: "Đánh đi, cứ đánh đi, đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt à, đến lúc đó thiên thần khí chính là của ta." Trên chiến trường, Hồng Quân, Liễu Hoàn Thư, Nghịch Cương ba người đối phó với ba mươi mấy người của Chu gia, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, hai bên ai cũng không gây ra nguy hiểm gì được cho đối phương. Cao trưởng lão lúc này đi tới bên cạnh Thạch Nhược Tín nói: "Đại nhân, chúng ta có nên hay không đi hỗ trợ họ, tránh cho việc trong chốc lát nữa bọn chúng lại bỏ chạy?" Thạch Nhược Tín mỉm cười khoát khoát tay: "Không vội, không vội, trước cứ để cho bọn chúng đánh nhau đi. Hồng Quân giết chết Chu Thiên, Chu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương thì chúng ta giải quyết." Thạch Nhược Tín đắc ý nói, không nhịn được một trận cười lạnh. Cao trưởng lão kinh hãi: "Đại nhân, người xác định vậy sao? Phải biết rằng Chu gia chính là nhất đẳng thế lực to lớn, nếu đắc tội bọn họ..." Ngẫm lại thế lực cùng thực lực của Chu gia, cao trưởng lão nhịn không được cả người đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ bây giờ dám chắc đã đem tình huống ở đây thông chi cho Chu gia rồi. Vậy bây giờ địch nhân Chu gia chính là ba người Hồng Quân. Chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch sẽ những người Chu gia kia, sau đó tiếp tục giết chết bọn Hồng Quân. Đến lúc đó chuyện bọn họ chết ta đều đổ lên người Hồng Quân, mà chúng ta vì bọn họ báo thù, xem ra Chu gia còn muốn cảm tạ ta nữa. Cao trưởng lão nghe được thật là kinh ngạc. Làm như vậy kỳ thực rất là mạo hiểm, phải làm cho bọn hắn không có cơ hội đưa tin, vậy tốc độ phải thật sự rất nhanh.
Cao trưởng lão, ngươi bây giờ dẫn dắt Phong Vũ Lôi tam đoàn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể công kích bất cứ lúc nào, ngàn vạn lần không cho bọn hắn có cơ hội. Thạch Nhược Tín tiếp tục phân phó, trên mặt lộ ra một cỗ tàn nhẫn âm hiểm. Đại nhân, bọn họ làm gì bây giờ? Cao trưởng lão chỉ về phía Liên Vựng cùng người của 50 thành trì. Dọc theo đường đi, 50 thành trì phân ra không ít thần nhân chiếm cứ tám đại thành trì. Nguyên lai của bọn họ bị Hồng Quân cướp đi. Mặc dù đều là thành không, cũng hao tổn của bọn họ không ít nhân thủ. Hôm nay đi theo Thạch Nhược Tín chỉ còn lại không tới 300 vạn người. Nói cho Liên Vựng, tất cả người bọn họ đều phải tiến vào Hồng Quân thành, truy kích những tên đang cố gắng chạy trốn. Kể cả 300 vạn quân đội của Hoàng Sa thành ta đều giao cho bọn họ chỉ huy. Lam Viên, hai vị trí trận pháp, đại sư cũng đi theo. Nơi này chỉ để lại Phong Vũ Lôi đoàn là được rồi. Vâng, đại nhân. Cao trưởng lão cúi người vâng lệnh. Biết Thạch Nhược Tín quyết tâm muốn cướp lấy thiên thần khí trên tay của Hồng Quân ba người, hắn cũng không dám khuyên thêm gì nữa. Ba mươi mấy cao thủ Chu gia đang cùng Hồng Quân bọn họ du đấu. Bọn người Liên Vựng đều biết đối phó với ba người Hồng Quân không phải chỉ nhiều người là có thể thắng. Thiên thần khí bọn họ cũng không dám mơ tưởng, chỉ là thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh của Thạch Nhược Tín, mang theo quân đội của Hoàng Sa thành tiến vào Hồng Quân thành, truy kích người của đệ nhị thần giới đào tẩu. Mọi người đi rồi, Hồng Quân thành chỉ còn lại Cao trưởng lão đứng bên cạnh Thạch Nhược Tín. Phía sau bọn họ chính là Phong Vũ Lôi tam đoàn, mà ngay cả Hồng Quân cũng không dám đón đỡ. Nghịch Cương đối với mấy người chung quanh thật sự không có biện pháp. Vô luận tốc độ công kích đều đạt tới thực phẩm thần nhân đỉnh phong. Những người này trên người không ai là không có một kiện thần khí. Về phần chiến y, đa số là cực phẩm tiên khí chiến y. Bất quá có vài người sở hữu thần khí chiến y vô cùng hiếm thấy ở vô danh không gian này. Thần nhân Chu gia dựa vào tốc độ hóa giải công kích kinh khủng của Nghịch Cương, Liễu Hàn Thư bên kia tình huống cũng không sai biệt. Có một thân thể cường hãn nhưng lại không tiếp cận được bọn người này, để cho Liễu Hàn Thư không buồn bực sao được. Chỉ có khác biệt là tu vi thấp nhất nhưng lực công kích lại kinh khủng nhất. Tình hình của Hồng Quân thật ra rất tốt. Thượng phẩm thiên thần khí phá thiên một chia làm chín, phá thiên kiếm quyết, nghịch thiên nhất kiếm, thậm chí kinh thiên côn pháp đều đã được đem ra sử dụng, chém giết lung tung loạn tạp. Người của Chu gia tốc độ là rất nhanh, nhưng bất quá không thể nào bằng tốc độ của thiên thần khí. Thêm vài lần công kích với công Hồng Quân, ngoại trừ lão giả đầu lĩnh ra, còn lại toàn bộ đều bị thương. Dừng lại! Lão giả đầu lĩnh hô lên, những người khác đều nghe lời ngừng lại. Không biết thủ lĩnh bọn họ muốn làm cái gì. Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư cũng không đánh nữa, đều ngừng lại. Cuối cùng cùng suy xuyến khẩu khí. Những người này đích xác không dễ đối phó. Lão giả đầu lĩnh nọ nhìn Hồng Quân từ trên xuống dưới, lớn tiếng hỏi: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngụy trang thành một hạ phẩm thần nhân? Thanh âm lão giả vừa nói ra, ba mươi mấy người của Chu gia toàn bộ đều nhìn về phía Hồng Quân. Đối với bọn họ, xem ra Hồng Quân là một hạ phẩm thần nhân mà có lực công kích như vậy, thật sự không có khả năng. Cho dù là thượng phẩm thần nhân, so với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Hồng Quân nghe được cũng là sửng sốt. Người dựa vào cái gì nói ta là ngụy trang thành hạ phẩm thần nhân đây? Nói thật, Hồng Quân đối với những lời này thật sự sinh ra một chút hứng thú. Chúng ta mười mấy thực phẩm thần nhân đỉnh phong cảnh giới, mỗi người đều cầm trong tay thần khí mà đều bị ngươi đánh cho không thể hoàn thủ. Thử hỏi có một hạ phẩm thần nhân nào như vậy không? Lão giả nọ lời nói nhìn như không có đạo lý, nhưng lại là chuẩn xác, sinh tồn qua hàng ngàn ức vạn năm đã diễn ra. Chỉ bằng như vậy thôi sao? Hồng Quân không cho là đúng. Cha của hắn Tần Vũ từng sáng tạo vô số kỳ tích, chưa tới thần nhân cảnh giới đã mở được luyện hỏa điện của Mê Thần Điện. Bên ngoài Mê Thần Điện, một thương phá vỡ trận pháp được cho rằng đế cấp không thể nào phá trừ. Chưa tới cảnh giới thiên thần đã có thể phi hành, chưa đạt được cấp bậc thần vương đã có thể bước lên trên 99 bậc thang của Sơn Hải Cung. Tại cảnh giới thiên thần, đánh giới thần vương đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vậy, trong thâm tâm của Hồng Quân, chỉ bằng cảnh giới mà phán đoán thực lực căn bản không phải là phương pháp khả thi. Thật đáng tiếc. Hồng Quân cười cười nói, ta đích xác chỉ là một hạ phẩm thần nhân thôi, để mấy làm các ngươi thất vọng rồi. Lão giả nọ nhíu mày, hai mắt đảo qua đảo lại nói, được, lời của ngươi ta tạm thời tin tưởng, nhưng chuyện ngươi giết chết Chu Thiên, Chu Thiên là đệ nhất thiên tài trận pháp của Chu gia ta, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào đây? Hồng Quân sửng sốt, ngay cả Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư cũng sửng sốt. Kiểu chất vấn người ta như vậy, chính là chuyện giết chết Chu Thiên
còn có một con đường để hòa hoãn sao? Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, không biết các ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Rất đơn giản, chúng ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn, một là tử, hai là gia nhập Chu gia ta, tận tâm phục vụ Chu gia ta đến khi nào ngươi đạt tới cảnh giới thần vương mới thôi. Để đền bù cho ngươi, chúng ta có thể nhượng bộ cho đệ nhị thần giới 100 tòa thành trì. Những tòa thành trì này đều do Chu gia ta bảo vệ. Tới tầng thứ 8 cũng sẽ đồng ý cho đệ nhị thần giới ngươi một ít thành trì, đồng dạng cũng do người của Chu gia ta bảo vệ. Đương nhiên thiên thần khí hoàn toàn là của ngươi, tất cả chúng ta sẽ không động tới. Lão giả đầu lĩnh nói xong một hơi, lần này không riêng gì bọn người Hồng Quân sừng sốt, mà ngay cả bọn người Thạch Nhược Tín bên kia cũng khiếp sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Người của Chu gia này có đúng hay không là điên rồi? Chu thần, đó là vị lão giả đầu lĩnh, vừa mới truyền tin tức về xin ý kiến của tộc trưởng. Với những người thuộc đệ nhị thần giới, thực lực cường hãn này mà trận pháp còn siêu việt hơn cả Chu Thiên, Chu thần trong lòng nổi lên ý muốn lôi kéo. Chỉ là khác với Thạch Nhược Tín, hứa hẹn của Chu thần thật sự là hào phóng. Hào phóng tới nỗi vô luận là ai cũng phải có chút cân nhắc kỹ càng. Thạch Nhược Tín trong tâm đầy lo lắng, chỉ cần Hồng Quân gật đầu, vậy tất cả kế hoạch trước giờ đều uổng phí. Quân sĩ chết đi, thậm chí còn có mấy thành chủ đã chết, đều trở thành công cốc. Dù Phong Phú Lôi đoàn xuất thủ, cũng không nhất định có thể địch lại hai phe liên thủ. Giờ khắc này, chờ đợi quyết định của Hồng Quân, Thạch Nhược Tín đột nhiên cảm thấy tim mình dường như là sắp rớt ra đến nơi. Hồng Quân mỉm cười nói, xem ra các ngươi thật sự còn muốn thu lạt ta. Cư nhiên đưa ra điều kiện hầu hĩnh như vậy, thật sự mà nói, ta nghĩ chính mình hẳn là đáp ứng thôi. Nghe được Hồng Quân nói, vẻ mặt Chu thần lộ ra vẻ tươi cười, mà Thạch Nhược Tín còn lại là cau mày thật sâu. Bất quá, ta đối với họ Chu là có điểm mẫn cảm, nếu Chu gia ngươi thay tên đổi họ, có lẽ ta có thể đáp ứng. Giọng nói Hồng Quân lại vang lên trong tai mọi người. Thay tên đổi họ, chuyện này quả thực là một sự sỉ nhục của Chu gia, đừng nói một tầng tại đây, chính là tại tầng 8, thứ 9, Chu gia đều là đại biểu của một thế lực cường đại. Bây giờ lại có một người cư nhiên muốn bọn họ thay tên đổi họ, thật là một chuyện tày trời. Bất quá Hồng Quân cũng thầm cảm thán trong lòng, vốn tại thần giới, thế lực đối đầu với cha mình chính là Chu gia, trường quản Lôi Phạt Thành, nhưng lại không thể tưởng tượng được mình đi tới không gian này lại đối đầu với một mặt khác của gia tộc họ Chu. Có lẽ đây là thiên ý. Tiểu tử, khẩu khí thật cuồng vọng, mặc dù ta thừa nhận thực lực ngươi thật mạnh mẽ, nhưng sự cường đại của Chu gia đã vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ta khuyên ngươi nên lựa chọn một cách chính xác. Lôi kéo một người mới tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng, Chu thần cũng không khỏi có chút hạ mình khuyên giải. Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc nói, nói cho ngươi hay, ta chính là họ Tần, cùng họ Chu ngươi đối đầu vĩnh viễn, không đội trời chung. Muốn đánh cứ đánh, nếu không đánh, ta cũng khuyên ngươi nên lựa chọn sáng suốt, nhanh chóng cút về Chu gia các ngươi đi. Chu thần sắc mặt tối sầm lại, cho dù ở Chu gia địa vị của hắn cũng tính là cao, chính là hôm nay Chu gia gia tộc cũng sẽ không dùng ngữ khí như thế nói chuyện với hắn. Tiểu tử to gan lắm, giết chết Chu Thiên, vũ nhục Chu thần ta, chuẩn bị lấy mạng ngươi mà bồi thường đi, động thủ. Chu thần cũng là mất hết kiên nhẫn, một tiếng vừa nói xong liền vọt tới trước. Mặt khác, ba mươi mấy người còn lại đã hình thành thế trận hợp kích, mỗi người tại hai tay đều kết một loại ấn chú huyền ảo, tựa hồ chuẩn bị một công kích cường đại. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, các ngươi trước tiên vây lấy tên Chu thần kia, ta xem những người phía sau hắn hình như đang chuẩn bị cái gì đó, nói không chừng trở tay không kịp, ta đánh trước một côn phủ đầu. Hồng Quân đánh giá một chút tình huống, nhanh chóng truyền âm cho Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư. Hai người nhất thời hiểu được, một tả một hữu khóa chặt hai bên trái phải của Chu thần. Ba người ở cùng một chỗ hướng về phía Chu thần, thiên thần khí trong tay Hồng Quân chia ra làm chín. Nghịch Thiên Nhất Kiếm thời gian kéo dài quá, đối phó với tình huống này Phá Thiên Nhất Kiếm là thích hợp nhất. Phá Thiên Cửu Kiếm. Theo tiếng quát của Hồng Quân, chín đạo kiếm khí mang theo không gian không ngừng chấn động, hướng tới ba mươi mấy người đang kết ấn chú mà bay tới. Oanh oanh, liên tục chín tiếng nổ vang lên. Hồng Quân chết lặng, vẫn đứng tại chỗ. Ba mươi mấy người cư nhiên không bị hao tổn gì, vẫn như cũ tiếp tục kết ấn chú. Như thế nào có thể như vậy? Hồng Quân lại phát ra Phá Thiên Cửu Kiếm, thiên thần khí phát ra kiếm khí mãnh liệt, lại đánh tới nhóm của người Chu thần.
nhưng vẫn giống như cũ, kiếm khí qua đi, ba mươi mấy người vẫn không chịu chút thao tổ nào, đứng vững vàng tại chỗ. Đây là cái gì vậy? Thạch Nhược Tín hai mày nhíu chặt. Uy lực của Hồng Quân phá thiên nhất kiếm, hắn biết rất rõ. Trên chiến trường, phá thiên cửu kiếm giết hại binh lính hạ phẩm thần nhân như chém cỏ rác tầm thường. Một kiếm xuất ra là mang đi hơn 1000 tính mạng. Bây giờ phá thiên cửu kiếm, chín đạo kiếm khí hoàn toàn đánh trúng trên người của Chu gia, nhưng một điểm xảy ra cũng không có. Tiểu tử vô tri, các ngươi có thể chết dưới bất diệt kết ấn của Chu gia ta, coi như là vận khí của các ngươi rồi. Chu thần hoàn thành xong kết ấn cuối cùng, cuồng thanh cười vang. Bầu trời vốn chỉ có gió nhẹ, chậm rãi liền biến thành cuồng phong. Hơn nữa, loại cuồng phong này càng ngày càng lợi hại. Bất diệt kết ấn ư? Thạch Nhược Tín cùng Cao Trường Lão liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Trước kia chưa hề biết Chu gia có một công pháp kinh khủng đến như thế này. Sư huynh, Nghịch Cương Lão ca, kết ấn này vô cùng thần bí. Chúng ta đi trước, không cùng bọn này dây dưa nữa. Hồng Quân trong lòng đột nhiên có cố dự cảm bất hảo. Kết ấn này như là một loại trận pháp kết hợp, chỉ là trận pháp bình thường đều chỉ dùng thần thạch bố trí. Trận pháp ở vô danh không gian không thất bằng ở thần giới. Bất quá để bố trí trận pháp thì không có vấn đề gì. Trận pháp bình thường chỉ là thần thạch bố trí, mà bất diệt kết ấn của hơn 30 mấy người Chu gia này giống như là một loại trận pháp di động. Hơn 30 mấy người Chu gia này chính là thần thạch để bố trí trận pháp. Chuyện này Hồng Quân trước kia đừng nói gặp qua, chính là nghe qua cũng chưa từng nghe tới. Với sở học tại 900 quyển trận đạo của Sa Hầu Viên, cùng Tần Vũ sau này ghi chép lại hơn 100 quyển trận pháp quyển trục, tất cả trận pháp đều phải dùng thần thạch để bố trí. Còn trận pháp di động, Hồng Quân đích thực không tưởng tượng ra được. Oanh một tiếng, ba người Hồng Quân bị bức lui về phía sau mấy trăm thước. Một đạo ngọn lửa màu xám xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Ngọn lửa mang theo lực lượng cường đại, ba người lập tức bay trở lại chỗ cũ. Cho dù như thế, Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư trên người hoàn toàn bị ngọn lửa này thiêu đốt. Tuy không có bị thương nhưng lại rất đau. Sư đệ, ngươi thế nào? Thật là đau. Liễu Hàn Thư dập dập ngọn lửa màu xám đang cháy trên người mình, sắc mặt thống khổ nói. Nghịch Cương bên cạnh vẻ mặt cũng thống khổ như hắn. Ta không có cảm giác đau. Hồng Quân lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn tiếp xúc với ngọn lửa so với hai người còn muốn nhiều hơn, chỉ là cảm giác được một lực lượng cường đại phía trước, cũng không có một chút cảm giác đau nào. Ngươi không đau, còn chúng ta đau muốn chết à? Thật không công bằng. Nghịch Cương vất vả trải qua cảm giác đau vừa rồi, trừng mắt nhìn Hồng Quân. Không đau, một chút cũng không đau. Hồng Quân gật gật đầu, càng làm cho Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư thêm buồn bực. Mấy người Chu thần cũng là sừng sốt, đạo ngọn lửa cường đại này đích thị là hư danh chi hỏa. Thần nhân tiếp xúc đều bị muốn đau đến chết, nếu như bị trực tiếp thiêu đốt hẳn phải chết chứ không nghi ngờ, mà tên tiểu tử Hồng Quân này lại nói không đau một chút nào. Chống đỡ rất hay, ta xem ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu đây. Chu thần hăng hắc cười nham hiểm. Ba mươi mấy người lại trở về vị trí, chân tay trận pháp bắt đầu biến hóa. Đi mau. Bọn người Chu thần vừa động, đối với trận pháp thần bí này, Hồng Quân lập tức cảm giác có chuyện không ổn. Dưới sự di chuyển của mấy người, trận thế chẳng những không có tán đi mà lại càng nghiêm hợp. Một khi để bọn họ bố trí hoàn thành trận pháp, còn muốn chạy sợ rằng không phải là việc đơn giản. Bang bang bang. Ba người lần này bay đi mấy ngàn thước, đột nhiên giống như bị dội vào một bức tường đá, bị đánh bay trở về. Người của Chu gia hoàn toàn nở một nụ cười. Ánh mắt bọn họ nhìn ba người Hồng Quân giống như là nhìn một con mồi tầm thường. Đại nhân, nếu tiếp tục như vậy, thiên thần khí sẽ bị Chu gia cướp mất thôi. Cao Trưởng Lão tại bên người Thạch Nhược Tín nhẹ giọng nói. Thạch Nhược Tín sắc mặt âm trầm, nhìn cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đợi lát nữa đi, chiêu này của Chu gia rất khó đối phó. Nếu ba tên tiểu tử thoát được tuyệt chiêu này, nói không chừng rất bất lợi cho chúng ta. Thạch Nhược Tín nghiêm mặt trầm giọng nói. Muốn chạy trốn nữa, các ngươi không có cơ hội đâu. Dưới bất diệt kết ấn, ngoại trừ các ngươi là thiên thần, nếu không căn bản không thể trốn chạy. Chu thần ha ha cười to. Bất diệt kết ấn quả là trận pháp không thể phá hủy, chỉ là bố trí chậm một chút. Vừa rồi mạnh mẽ dẫn động được hư danh chi hỏa, cuối cùng vây khốn ba người Hồng Quân ở bên trong. Tọa trận pháp này là một đời trận pháp tông sư của Chu gia tên là Chu Bân sáng tạo ra. Đệ nhất thần giới thời gian sinh ra so với đệ nhị thần giới sớm hơn rất nhiều. Theo đó, trận pháp của đệ nhất thần giới phát triển lâu hơn của đệ nhị thần giới. Tại hai giới, số lượng trận pháp cao thủ cũng chênh lệch rất lớn.
nên chất lượng của trận pháp cũng hơn kém không ít. Đệ nhị thần giới, cả tầng thứ 7 không gian, ngoại trừ Hồng Quân ra, sợ rằng không có một người nào có thể bố trí trận pháp vây khốn. Mà đệ nhất thần giới chỉ bằng không tới 1.000 tòa thành trì đã tìm được 2-3 trận pháp cao thủ. Trong đó Chu Thiên cũng chỉ yếu hơn một chút so với Hồng Quân. Đệ nhị thần giới còn chưa nghĩ tới việc sử dụng người để bố trí trận pháp di động. Bất diệt kết ấn mặc dù chỉ là trận pháp cấp 1, nhưng đều là thượng phẩm thần nhân tự mình làm thần thạch bố trí trận pháp. Lực công kích của nó đã có thể so sánh với tam cấp trận pháp. Bất diệt kết ấn này chính là đệ nhất thần giới duy nhất gia tộc Chu gia lãnh ngộ được. Bình thường cũng là vũ khí bí mật của Chu gia. Lần này nếu không phải Chu Thiên bị giết, bọn họ hoàn toàn sẽ không dùng đến. Sau khi hoàn thành bất diệt kết ấn, ngoại trừ lực công kích ở ngoài, còn có năng lực khốn trận cường đại. Hơn nữa, năng lực khốn trận của nó so với lực công kích còn muốn mạnh hơn. Chưa tới cấp bậc thiên thần, chưa lĩnh ngộ được không gian lực thì không có khả năng phá trừ trận pháp của bọn họ. Sợ rằng có thiên thần khí cũng không thể làm gì được. Bởi vì khống chế trận pháp chính là năng lực của hơn 30 mấy người thượng phẩm thần nhân liên hợp gia trì cho trận pháp. Kỳ thực, trận pháp xem như là một trận tam cấp, chính là khốn trận cùng sát trận tam cấp trận pháp. Bọn người Chu thần đối với trận pháp này hoàn toàn tự tin. Mặc kệ là ở Hồng Mông vũ trụ hay là vô danh không gian, chỉ cần là thần nhân thì không có ai ngoại trừ bọn họ có thể từ bên trong trận pháp thoát ra được. Bất diệt kết ấn chính là một cơn ác mộng đối với những người chưa đạt tới cấp bậc thiên thần. Hồng Quân, chớ nên trách chúng ta không có cho các ngươi cơ hội, tử lộ chính là các ngươi tự mình lựa chọn lấy. Chu thần hăng hắc cười, trên tay vừa động, hư danh chi hỏa lại xuất hiện. Chỉ là lần này hư danh chi hỏa chậm rãi tăng nhiều hơn. Ấn chú trên tay 30 mấy người đều động. Bọn họ thật sự muốn dùng hư danh chi hỏa thiêu chết 3 người Hồng Quân. Đại nhân! Cao trưởng lão kêu lên một tiếng. Thạch Nhược Tín chỉ cúi đầu khổ não suy nghĩ, không có phản ứng gì. Được, sau khi các ngươi trải qua thời khắc cuối cùng, chỉ một khắc chung nữa thôi, hư danh chi hỏa sẽ đem các ngươi đốt thành tro bụi, cuối cùng biến mất. Đồ vật trên người của các ngươi sẽ là của chúng ta. Ha 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 ha. Chu thần chưa nói xong lời cuối cùng đã ha hả mà miệng cười. Có đôi khi không nên tự tin như vậy. Hồng Quân mỉm cười, nét mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng đã khẩn trương tột độ. Hắn vừa rồi đã thử qua trận pháp cũng ngăn trở hắn cùng bầu trời vật chất màu xám bổ sung năng lượng. Hồng Quân một mình thuấn di tới phía trước hay là mang theo người khác thuấn di đều là không thể. Vừa rồi trong khi nói chuyện, Hồng Quân đang nghĩ sẽ nắm được nghịch ương ra ngoài trước, kết quả cả hai đều không thể nhúc nhích. Hư danh chi hỏa Hồng Quân có thể trụ vững, chỉ có nghịch gương cùng Liễu Hàn Thư sợ rằng chốc lát sẽ biến thành than. Bọn họ đối với hư danh chi hỏa căn bản không có một tia năng lực chống cự. Nửa khắc sau, Hồng Quân vẫn như cũ không nghĩ ra được biện pháp nào. Bọn họ bị trận pháp vây quanh mấy trăm thước vuông ở không trung, bốn phía đều không thoát ra được. Ba người hợp lực dùng thiên thần khí đánh phá, nhưng không thể nào phá vỡ được bức tường ngăn cản này. Đáng hận, nếu có Khương Lan giới của Khương Lan gia gia thì tốt biết mấy à. Hồng Quân thầm mắng một tiếng. Bất quá hắn không có nghĩ tới, mặc dù mang theo Khương Lan giới phòng trừng, hắn cũng bị đẩy tới nơi này. Trong lúc Hồng Quân đạo của hắn đột phá tầng thứ 2, nếu hắn ở bên trong Khương Lan giới thì vận mệnh của Khương Lan giới cùng Hồng Quân thành phủ cũng là giống nhau. Ngọn lửa hư danh chi hỏa lại tăng trưởng, ba người chỉ còn một khối nhỏ không gian sinh tồn. Hồng Quân không thể nghĩ ra được biện pháp gì, bất đắc dĩ phải dùng vũ khí cuối cùng để bảo vệ tính mạng. Vô ảnh đao! Hồng Quân quát khẽ một tiếng, một đạo ánh sáng loang loáng hiện lên trên tay Hồng Quân, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Chu thần, hướng tới rào cản ba thước trước mặt Chu thần mà phi tới. Đây là cái gì vậy? Hình dáng thật đẹp mắt. Chu thần đối với vô ảnh đao bắt đầu không có để ý, càng nhìn kỹ càng thấy không đúng. Thân là người của Chu gia, mặc dù chính mình không có, nhưng cũng đã gặp qua Hồng Mông Linh Bảo. Vô danh đao tỏa ra khí tức nồng hậu của Hồng Mông Linh Bảo, khiến cho Chu thần càng xem càng kinh ngạc. Động thủ! Thạch Nhược Tín đang cúi đầu rốt cuộc cũng lên tiếng. Nếu vẫn không động thủ, Chu gia một khi giết chết ba người Hồng Quân, muốn đoạt lại thiên thần khí so với lên trời còn khó hơn. Hắn cố gắng mấy năm nay không thể nào để bỏ phí, đặc biệt nhìn bảo bối trước mắt nhưng lại bị người khác lấy đi, hắn không thể nào chịu được. Phong đoàn cùng Vũ đoàn không hổ là phối hợp ăn ý. Thạch Nhược Tín vừa thốt ra, hai đoàn đều tự mình tìm phương hướng tốt nhất để đối phó với địch nhân. Ba mươi mấy người của Chu gia lập tức bị hai đoàn này công kích. Bất diệt kết ấn cũng bị rung động mãnh liệt. Hư danh chi hỏa đang vây quanh ba người Hồng Quân cũng trở nên ảm đạm.
Bất diệt kết ấn phòng ngự bên trong tuy cường đại nhưng cũng là có khuyết điểm. Trận pháp ở ngoài phòng ngự so với bên trong yếu hơn rất nhiều, giống như là một trận pháp bình thường. 2.000 người hợp kích, nếu không phải 30 mấy người liều mạng duy trì, hẳn là bất diệt kết ấn sớm đã bị phá trừ. Các ngươi... Chu Thần trong lòng cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một tiểu gia tộc Thạch Nhược Tín cũng dám đánh lén Chu gia hắn. Trong nhúc nhất thời kinh sợ, không biết thốt ra từ gì. Bất quá, cho dù Chu Thần muốn nói cũng không thể nói được. Vừa rồi tiểu đao mà hắn hoài nghi là Hồng Mông Linh Bảo đã xuyên thấu rào cản của trận pháp, xuyên qua người Chu Thần, một lần nữa xuất hiện trên tay Hồng Quân. Hả? À... Cố gắng nửa ngày, Chu Thần rốt cuộc cũng thốt ra được hai chữ, cuối cùng rơi xuống mặt đất, biến mất trong thiên địa. Thạch Nhược Tín, Chu gia sẽ không tha cho các ngươi. Một người gần Chu Thần nhất quát lên, hắn căn bản không biết Chu Thần là bị Hồng Quân giết, hoàn toàn tưởng rằng bị Thạch Nhược Tín đánh lén đến chí tử. Điên cuồng hướng tới Thạch Nhược Tín mà công kích, nhưng còn chưa tới bên người Thạch Nhược Tín, đã bị Phong Đoàn ngăn lại. 100 người liên hợp một kích, Chu gia nhân này mặc dù có thần khí chiến y, ngay cả cơ hội đưa tin cũng không có, rốt cuộc cũng đi theo Chu Thần. Phong Đoàn, Vũ Đoàn, đối với người của Chu gia, giết sạch sẽ không chừa một người. Còn riêng Lôi Đoàn, trước hết giết Nghịch Gương cùng Liễu Hàn Thư. Đối với những người của Chu gia còn sống sót, Thạch Nhược Tín căn bản không để ý tới, quyết đoán hạ xuống mệnh lệnh. Thạch Nhược Tín vừa dứt lời, ba đoàn đồng loạt cùng hành động. Vừa rồi còn là chỗ ba người Hồng Quân cùng người của Chu gia liều mạng chém giết, đảo mắt lên trở thành một cái chiến tuyến của vô số người. Phong, Vũ không hổ là hai đoàn phối hợp với nhau hoàn mỹ nhất. Người của Chu gia vừa rồi trận thế bị phá, còn muốn bày trận lại đã là không có khả năng. Còn lại 33 người chỉ có thể vội vàng nghênh địch. Phong, Vũ đoàn 2.000 người mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng nếu muốn đem 33 người này của Chu gia toàn bộ giết chết thì cũng không phải lập tức là làm được. Thạch Nhược Tín đối với người của Chu gia có chút đánh giá thấp. Khó trách Chu gia ở đệ nhất thần giới tài năng hiển hách như vậy, mỗi một người của Chu gia đều không hề đơn giản. So sánh với bọn họ, ba người Hồng Quân tình huống tốt hơn nhiều. Ít nhất Hồng Quân thở ra được một hơi dài. Bên trong trận pháp di động kinh khủng đó, hắn thực sự không có biện pháp. Nhưng ở ngoài trận pháp, những người này muốn vây khốn bọn hắn thì không phải là một việc dễ dàng. Thạch Nhược Tín, người giúp chúng ta thật nhiều. Hồng Quân a a cười. Đối với Lôi Đoàn, một người này đang bao vây hắn cũng không thèm để ý. Không có trận pháp khống chế, hắn muốn đi đâu là có thể đi. Hồng Quân huynh đệ, cũng chỉ ngươi mới có thể cười được. Những người này không dễ đối phó như vậy đâu. Nghịch Ương cười khổ một tiếng. Lôi Đoàn còn chưa có công kích, nhưng lại cho bọn hắn áp lực vô hạn. Hồng Quân, đại nhân ta lại cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra thiên thần khí, cùng với nói ra phương pháp thuấn gì, có thể tha cho các ngươi một mạng. Lôi Đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cao trưởng lão cũng tiến tới, hăng hắc cười nhìn ba người Hồng Quân. Khác với lần trước, vòng vây Lôi Đoàn lần này hình thành nên một thế trận hình cầu, vây quanh tất cả mọi mặt của ba người Hồng Quân, phòng ngừa loại phương pháp đào thoát đặc thù của Hồng Quân. Ngày đó Hồng Quân thuấn di quả thật làm cho Thạch Nhược Tín giật mình. Chỉ là trong khi bọn hắn hồi tưởng lại mới phát hiện thuấn di của Hồng Quân không giống với thuấn di bình thường. Tha cho chúng ta một mạng ư? Chỉ mong các ngươi có bản lĩnh như vậy. Hồng Quân cười lạnh một tiếng. Lôi Đoàn này tạo thành hình cầu, mặc dù gió cũng không thổi lọt, thậm chí thế trận của bọn họ ngăn cản được sự liên kết với vật chất màu xám. Nhưng những người này không thể so sánh với bất diệt kết ấn. Chỉ cần có thể tập trung đánh vào một người, hắn có thể dễ dàng mang Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư chạy đi. Chính là các ngươi muốn chết, mau động thủ. Các ngươi trước khi chết, ta có thể biết được những gì ta muốn biết rồi. Thạch Nhược Tín cười lạnh nói. Nói tới sư hồn, Thạch Nhược Tín hắn tự nhận đệ nhị thì không có ai dám xưng là đệ nhất. Oanh một tiếng, Thạch Nhược Tín lời vừa nói ra khỏi miệng, 1.000 thần nhân Lôi Đoàn đều đồng loạt tấn công. Lôi điện được xưng là thiên kiếp, mặc dù ở không gian này không có thiên kiếp, nhưng cũng không ảnh hưởng tới lôi điện công kích cực mạnh đánh tới. Theo tiếng nổ vang lên, một đạo tia chớp dài cơ cánh tay giống như cuồng long trong chớp mắt bổ xuống trước người Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm giác được uy lực của đạo lôi điện này, lập tức truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Mau tránh ra! Hai tay đẩy Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư, chính mình cũng rất nhanh bay né sang một bên. Cùng lúc đó, thượng phẩm thiên thần khí bay ra, phá thiên nhất kiếm phát xuất, cũng không có hướng tới mục tiêu, mà là tùy tiện một kích, chỉ cần mở được một lỗ hổng là ba người có thể dễ dàng đi ra ngoài. Oanh!
tiếng nổ vang dội ngay lúc Hồng Quân xuất ra phá thiên nhất kiếm. Vô số đạo tia chớp màu xám trong không gian hình cầu sinh ra, mỗi một đạo thiểm điện đều mang theo uy lực khổng lồ, trong nháy mắt nổ vang xung quanh ba người. Cũng may là có thiên thần khí, vô số điện xà công kích tới thiên thần khí đều đã biến mất, nhưng vẫn còn có không ít tia chớp liên tục đánh lên mình ba người. À, thật sự không có cách nào ngăn cản. Liễu Hàn Thư vì bảo vệ toàn thân, hai tay bị tia chớp màu xám chém thành phi hôi. Nghịch Cương cũng không khá hơn, một tay cùng với một chân hoàn toàn biến mất. Hồng Quân thân thể mặc dù không có thụ thương, nhưng dưới một kích này thượng phẩm thần khí chiến y đã bị phế. Cùng lúc đó, phá thiên nhất kiếm của Hồng Quân cũng xảy ra va chạm khắp ngõ ngách của Lôi Đoàn. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Lôi Đoàn không có cái trận pháp của bất diệt kết ấn bị phá thiên nhất kiếm này phá banh thành một cái lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện, Hồng Quân đã mang theo hai người thoát khỏi vòng vây. Sau một khắc, ba người toàn bộ đều cước đạp thiên thần khí bay lên không trung, căm tức nhìn Lôi Đoàn cùng Thạch Nhược Tín. Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư hình dáng thoạt nhìn có chút thê thảm, một người thiếu hai cánh tay, một người chỉ còn lại một tay và một chân. Biết rằng không phải là không thể khôi phục, chỉ là bây giờ còn có một chút năng lượng tia chớp đáng chết đang toán loạn trên thân thể, một chút này cũng là vừa làm cho hai người bị trọng thương. Còn chưa chết ư? Cao trưởng lão nhổ nước bọt khinh bỉ, nhưng lại phát hiện trận thế hình cầu của Lôi Đoàn vây quanh Hồng Quân có hạn chế. Mặc dù vừa mới bị Hồng Quân đâm thủng một lỗ hổng, bất quá cũng chỉ chết có mười mấy người, căn bản không ảnh hưởng tới lực chiến đấu của Lôi Đoàn. Hồng Quân đứng trên không trung hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng lũ phế vật các ngươi mà muốn giết chúng ta sao? Thật quá si tâm vọng tưởng. Chỉ thấy Thạch Nhược Tín cười âm hiểm. Hồng Quân, nói tới chuyện này, có thể từ lúc Lôi Đoàn ta bắt đầu công kích mà phá vòng vây thoát ra, ta phải thừa nhận thực lực của các ngươi thậm chí từ kinh khủng cũng không đủ để hình dung các ngươi. Bất quá đáng tiếc, các ngươi dù sao vẫn chỉ là thần nhân, chỉ cần là thần nhân, ta Thạch Nhược Tín hoàn toàn có thể đối phó được. Nói đến đây, Thạch Nhược Tín làm như vô tình liếc qua Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Hả, các ngươi như thế nào lại thiếu mất một tay một chân như vậy? Các ngươi như vậy không sợ mất đi hình tượng sao? Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư nghe nói thế đều là một trận kinh ngạc. Nói thật, cũng không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện khôi phục thân thể, nhưng năng lượng của tia chớp thực sự quá mức kinh khủng. Lúc bị thương, có vô số điện xà trong chốc lát đi theo miệng vết thương len lỏi vào người, phá hư kết cấu bên trong thân thể. Nếu không có năng lượng trong cơ thể không ngừng chữa trị, thì bây giờ thân thể hai người đã bị điện xà hoàn toàn cắn nuốt rồi. Trong lòng kinh hãi, nhưng mặt ngoài không biểu lộ ra chút cảm tình gì, Nghịch Cương nhất quyết không chịu thua, hướng tới Thạch Nhược Tín chậm rãi giơ ngón cái, sau đó lật ngược xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt, không nói gì nhưng thật sự là hành động mang tính vũ nhục. Liễu Hàn Thư lại trực tiếp mở miệng nói: "Thạch Nhược Tín, Lôi Đoàn của ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Lực công kích như vậy mà muốn đoạt được mệnh huynh đệ ta sao? Ta hảo tâm nói với ngươi, không nên nằm mơ giữa ban ngày." Thạch Nhược Tín cười lạnh đáp: "Các ngươi bây giờ chính là con vịt đã bị nấu sôi, lại còn mạnh miệng, không biết thân thể các ngươi có thể kiên trì được bao lâu đây? Mùi vị tia chớp như thế nào?" Hồng Quân giờ phút này đã chú ý tới tình hình của Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư, sau khi chuyển âm hỏi mới biết tình trạng bây giờ của hai người. "Thật không thể tưởng tượng được, lần này lại hại phe vị ca ca rồi, tiểu đệ thật sự xấu hổ." Hồng Quân vạn tính ngàn toán, chưa từng nghĩ rằng Thạch Nhược Tín cũng sở hữu được quân đoàn lợi hại đến như vậy. Hai lần để cho Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư trọng thương, trong lòng đã sớm phán ra ba đoàn này sẽ phải chết. Lần này nếu sống sót, tuyệt đối sẽ không để cho người nào của ba đoàn này chạy thoát dù chỉ một người. Nghịch Cương ha ha cười đáp lại câu hỏi của Thạch Nhược Tín vừa rồi: "Ta nói Thạch Nhược Tín ngươi, lôi điện của ngươi đích thực lợi hại, thế nhưng ngươi đã chọc giận ba huynh đệ chúng ta rồi. Nếu ngươi muốn có kết cục tốt đẹp thì chuẩn bị nạp cho chúng ta vài mỹ nhân của đệ nhất thần giới đi." Nghịch Cương nói những lời này làm cho Cao trưởng lão tức tối, vừa muốn nói gì nhưng lại thấy Thạch Nhược Tín âm thầm nghiêm mặt nên thôi. "Không nhiều lời với bọn hắn, Lôi Đoàn tiếp tục công kích đi." Lần này là Thạch Nhược Tín tự mình hạ lệnh. "Nằm mơ." Hồng Quân cười lạnh một tiếng, thượng phẩm thiên thần khí phá thiên đã xuất hiện trong tay. "Phá thiên cửu kiếm." Phá thiên trong nháy mắt phân ra làm 9, kiếm khí mạnh mẽ điên cuồng công kích, trong nháy mắt chém chết hơn 10 thành viên của Lôi Đoàn đang muốn xông lên. "Thạch Nhược Tín,
thù này Hồng Quân ta tạm thời nợ ngươi ngàn vạn lần, ngươi không được chết, chờ huynh đệ chúng ta tới bứng sạch hang ổ của Hoàng Sa Thành các ngươi. Vừa dứt lời, chín kiện thần khí hợp lại làm một, xuất hiện dưới chân Hồng Quân, nhanh chóng phi tẩu. Mau đuổi theo! Thạch Nhược Tín nóng nảy, không nghĩ tới chỉ làm bị thương nặng mà không lấy được mạng của bọn họ, lại nhìn trận chiến của Phong Đoàn cùng Vũ Đoàn đã chấm dứt, hơn trăm đoàn viên nỗ lực cuối cùng cũng đem toàn bộ người của Chu gia mà giết sạch sẽ. Thạch Nhược Tín tức giận mắng: nếu không phải đám lão già các ngươi cản đường ta, cả Phong Vũ Lôi Đoàn cùng công kích, thì bây giờ thiên thần khí đã là của ta rồi, thật là tức quá đi. Ngay cả nghỉ ngơi đều chưa kịp, Thạch Nhược Tín lập tức mang theo ba đoàn đuổi tới ba người Hồng Quân, đương nhiên đồng hành còn có vài vị trận pháp cao thủ. Hồng Quân Thành vốn vô cùng phồn vinh, sau một hồi chiến tranh, hôm nay trở thành tòa thành trống rỗng, ngoại trừ La Băng còn đang bế quan, đều không có một người, thậm chí cả quân đội trấn thủ cũng không có. Hồng Quân ba người đang bay thì dừng lại, đợi cho Thạch Nhược Tín phát hiện ra bóng dáng bọn họ thì lại chạy đi. Đây là kế sách dụ địch của Hồng Quân. Lúc này thương thế của Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư có chút nghiêm trọng. Đã qua vài ngày nhưng lực lượng của tia chớp màu xám trong cơ thể vẫn chưa tiêu trừ. Nếu không nghỉ ngơi một chút, sợ rằng thương thế có thể tăng lên gấp trăm lần. Thạch Nhược Tín cũng không có nghĩ tới hành động du địch của Hồng Quân, lực công kích của Lôi Đoàn hắn rất rõ ràng. Đối với đặc tính của tia chớp màu xám nọ, hắn hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ. Thậm chí trong lòng hắn, Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư đều đã chết. Cho dù là nghỉ ngơi chữa thương cũng rất khó khu trừ lực lượng của tia chớp màu xám trong cơ thể. Trên đường đi, Thạch Nhược Tín cũng cẩn thận, thỉnh thoảng phân phó các vị trận pháp cao thủ cẩn thận để điều tra. Nhưng chỉ với chút tài học nhỏ nhoi này, làm sao có thể phát hiện ra được ảo trận thâm thúy của Hồng Quân? Căn bản hắn không có phát hiện được nửa phần, khiến cho Thạch Nhược Tín mang theo ba đoàn đi vào trung tâm đại trận kinh tâm mà Hồng Quân đã bố trí. Cứ như vậy, chút đi chút nghỉ, mặt sau truy binh đuổi sát không tha. Sau nửa năm, ba người Hồng Quân đã đi tới mục tiêu chính thức của bọn họ, Huyền Tinh Thiết Quáng. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, thương thế của Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư tốt lên không ít, tay chân cũng đã chữa trị tốt. Bọn họ lăng không mà đứng, chờ Thạch Nhược Tín tự đâm đầu vào Thiên La Địa Võng. Tình hình của Thạch Nhược Tín đích xác như dự liệu của Hồng Quân, không có chính thức trận pháp cao thủ, Hồng Quân bố trí trận pháp này căn bản không có ai nhìn thấu. Ảo trận biểu hiện ra bên ngoài giống như cảnh tượng chân thật, chỉ cảnh vật xung quanh thay đổi, trở nên thoạt nhìn không phải là đường đi thông với Huyền Tinh Thiết Quáng. À, bọn họ cũng tới nhanh thật, sư huynh, Nghịch Cương lão ca, các ngươi ở lại đây chờ, ta đi an bài một chút tiết mục đón tiếp thành chủ bọn họ. Hồng Quân cười nói, đồng thời hai tay vung lên bố trí cho hai người một cái ẩn thân trận pháp. Thân ảnh nhoáng lên, sau một khắc đã bay đi hơn 10 dặm. Nghịch Cương lắc đầu nói: tiểu quân thực lực thật sự quá mạnh mẽ, thật không biết hắn là cảnh giới hạ phẩm thần nhân còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích nữa đây. Liễu Hàn Thư cũng cười nói: lão ca, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh nhanh khôi phục thân thể, cho khi hoàn toàn trừ khử tia chớp đáng chết kia ra khỏi cơ thể, ta còn phải ra ngoài đại chiến một trận. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, muốn tái chiến e là không biết tới năm nào tháng nào mới gặp được đây. Liễu Hàn Thư bất chợt nhớ tới hứa hẹn với Lâm Phi, bất đắc dĩ thở dài. Đùng 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 đùng, Hồng Quân cầm phá thiên trong tay tiếp tục oanh kích một tòa núi non của Huyền Tinh Thiết Quáng. Thiên thần khí uy lực phi thường kinh khủng, tòa núi non dài hơn 10 dặm dưới công kích của Hồng Quân không ngừng thu nhỏ. Sau nửa canh giờ công phu, nó đã thu nhỏ lại bằng 1/3. Là ai? Ai dám lớn mật như vậy, dám đến quấy nhiễu huyền hổ thú nhất tộc của ta? Theo sau thanh âm giận dữ vừa cất lên, mấy quái thú thật lớn xuất hiện trước người Hồng Quân. Quái thú này thân thể như hổ, sau lưng có hai cánh, đầu như đầu người, trên đầu có một cái sừng dài, đích thị là huyền hổ thú. Hồng Quân hai mắt như cung tiễn, nhìn chằm chằm mấy thân ảnh như mấy quả núi nhỏ trước mặt, lạnh lùng nói: các người chính là cái loại phế vật huyền hổ thú sao? Mấy quái vật huyền hổ thú nọ vừa nghe xong đều là sừng sốt. Bọn hắn không phải chưa thấy qua loài người, nhưng bọn hắn chỉ thấy loài người đối với bọn hắn đều là cực kỳ cung kính, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, mà người trước mắt lại dám trực tiếp nhục mạ cả huyền hổ thú nhất tộc. Trong mắt bọn họ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, mà là sừng sốt, tựa hồ không có biện pháp, ngơ ngác nhìn nhau mà tự hỏi. Thế nhưng huyền hổ thú dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ, rất nhanh liền hiểu được đối phương đang vũ dục mình. Đám huyền hổ thú nhất thời giận dữ, trong đó có một tên nói: loài người, lá gan ngươi thật to, cư nhiên dám vũ nhục huyền hổ thú nhất tộc của ta. Ta xem ngươi có thể là món đồ chơi cho chúng ta chơi đùa. Các huynh đệ tiến lên phân thây hắn.
Ngay lúc đám huyền nổ thú muốn động thủ, chỉ thấy Hồng Quân lập tức bay lui một chút, hét lớn một tiếng: "Khoan!" Huyền nổ thú thật ra lại nghe theo, mặc dù ngừng lại, nhưng trong đó một tên nội thanh nói: "Loài người, ngươi muốn cầu xin tha thứ thì đã quá muộn rồi. Đắc tội với huyền nổ thú nhất tộc tôn kính, ngươi chính là tự mình muốn chết, oán người khác cũng không được." Hồng Quân hừ lạnh một tiếng: "Cái gì mà huyền hổ thú tôn kính, cũng chỉ là ý các ngươi có số lượng đông, chỉ dám lấy nhiều đánh ít mà thôi." "Loài người giáo hoạt, huyền hổ thú ta vốn là quần cư, ngươi nghĩ rằng có thể khiến chúng ta một đấu với một với ngươi sao? Nếu ngươi nghĩ vậy, ngươi đã mắc sai lầm lớn rồi. Đệ vị huyền hổ thú chúng ta sở dĩ tôn kính là bởi vì chúng ta đoàn kết, sẽ không vì nghĩa khí nhất thời mà để đồng bọn thương vong. Tốt lắm, đã giảng giải cho ngươi nhiều rồi, ngươi chuẩn bị đi tìm chết đi." Vừa nói xong, huyền hổ thú nọ lại chuẩn bị động thủ. Hồng Quân giờ phút này thật sự khóc cười không được. Lần trước muốn dụ huyền hổ thú xuất động, Hồng Quân căn bản có nói nhảm bao nhiêu đều không có cơ hội làm chúng lộ diện. Bất quá lần này thì khác, bởi vì Hồng Quân đã biết huyền hổ thú chính là chủng loại nguyên sinh ở tầng không gian này, số lượng của chúng cũng nhiều không tưởng được, cũng không chỉ ở mỗi huyền tinh thiết quáng này mới có. Lúc này đây, ngoài đại quân của Thạch Nhược Tín ra, Hồng Quân còn có một kế hoạch lớn hơn nữa. "Ta nói phế vật huyền nổ thú bọn ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết được mục đích ta tới đây quấy nhiễu sao?" Hồng Quân nhẹ nhàng hỏi, nhưng những lời này hiển nhiên so với vài câu trước còn có tính quyết định hơn. Mấy thân thể huyền nổ thú vừa vọt tới trước, mạnh mẽ kiềm hãm lại. Trong đó một tên nói: "Loài người, chúc mừng ngươi, ngươi thành công lấy được một chút thời gian sống sót nữa rồi. Được rồi, ngươi mau nói lý do các ngươi dám tới đây gây hấn đi." Hồng Quân miệt thị nhìn thoáng qua đám huyền hổ thú: "Ngươi có còn nhớ kỹ hơn trăm năm trước các ngươi giết không ít loài người không?" "Ha ha 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 ha, ta còn tưởng là chuyện gì, dám đến náo loạn huyền hổ thú nhất tộc của ta, đương nhiên là giết sạch, chẳng lẽ để bọn họ tùy ý đi ra đi vào sao?" Huyền hổ thú toát lên vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên hơn 100 năm trước chàng giết chóc nọ hắn cũng có tham gia. Hồng Quân mỉm cười: "Hảo, ngươi thừa nhận là tốt rồi, nhưng ngươi có biết trong những người đó có người của Thạch gia cùng Chu gia chúng ta không?" Đám huyền hổ thú nhìn nhau lắc đầu: "Cái gì là Thạch gia, cái gì là Chu gia, quấy nhiễu huyền hổ thú nhất tộc ta không quản là cái gì ra, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "À, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao, khẩu khí các ngươi thật là lớn à." Hồng Quân ánh mắt đảo qua mấy huyền hổ thú: "Bây giờ ta nói cho các ngươi hay, Thạch gia cùng Chu gia đã phái đại quân đến đây tiêu diệt huyền hổ thú nhất tộc của ngươi, nhanh nhanh chuẩn bị cho hậu thế đi." "Các ngươi cư nhiên còn dám đi tìm cái chết sao? Trước tiên đừng nói tới bọn họ, bây giờ là ngươi chết đi." Vừa nói, huyền hổ thú nọ vừa vọt lên, lần này bọn hắn quyết không nghe Hồng Quân nói nữa. Nhìn đám huyền hổ thú đang tiến lại gần, Hồng Quân mỉm cười, trong nháy mắt thân ảnh liền tiêu thất, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện tại nơi này, chỉ để lại đám huyền hổ thú đang ngây ngốc nhìn nhau. "Biến mất rồi." Một huyền hổ thú trong đó trên đầu đã toát ra mồ hôi lạnh: "Ta xem chính là mau mau đi báo với tộc trưởng đi." Một huyền hổ thú nghiêm túc nói: "Sợ rằng những điều hắn vừa nói là thật đấy, mặc kệ như thế nào, trước tiên cứ nên chuẩn bị sẵn sàng." Nhìn thật kỹ địa phương mà Hồng Quân đã biến mất, đám huyền hổ thú rốt cuộc cũng bay đi. Dựa theo tin hồi âm của tộc trưởng, huyền hổ thú nhất tộc đã bắt đầu toàn bộ tập kết. Mada là tộc trưởng của huyền hổ thú ở khu vực huyền tinh thiết quáng này, thống lĩnh 50 vạn huyền hổ thú trưởng thành. Mỗi huyền hổ thú trưởng thành đều có thực lực của thượng phẩm thần nhân, da thịt chính mình còn có thể so với thần khí chiến y, vô luận công kích hay là phòng ngự so với thượng phẩm thần nhân đều muốn cường hãn hơn rất nhiều. 50 vạn huyền hổ thú tuyệt đối là một thế lực kinh khủng, song hôm nay Mada cũng là đang cau mày thật sâu. Huyền hổ thú bình thường không biết các thế lực nơi này phân chia như thế nào, nhưng là tộc trưởng của cả một khu vực này, Mada biết rất rõ Thạch gia cùng Chu gia chính là đại biểu cho một cỗ lực lượng như thế nào. Nếu hai cỗ thế lực này liên hợp, tuyệt đối thực lực bọn họ không thua gì so với huyền hổ thú nhất tộc. Một khi bọn họ cùng khiêu chiến, vậy thì toàn tộc huyền hổ thú đã đi theo hướng đối lập với Thạch gia cùng Chu gia. Điểm này thì không phải hắn có thể quyết định được. Trong một thạch động cực lớn, mười mấy huyền hổ thú thân thể như những hòn núi nhỏ đang cúi đầu đứng phía dưới. Mada một mình ngồi ở vị trí của tộc trưởng, cẩn thận suy nghĩ. "Tộc trưởng!" Phía dưới, một huyền hổ thú rốt cuộc không nhẫn lại được, chấm dứt cái loại không khí tịch mịch này, lớn tiếng nói: "Không biết tộc trưởng có điều gì mà do dự, có loài người lai phạm chúng ta đều phải giết,
giống như chàng giết chóc trăm năm trước mà thôi. Trong đó có một số việc Mada không rõ ràng lắm. Từ tin tức hắn nhận được, Thạch gia cùng Chu gia thế lực rất cường đại đến nỗi đủ để chống lại Huyền Hổ Thú nhất tộc. Nhưng chuyện này không phải số lượng nhiều hơn mà là chất lượng. Mặc dù đối với thân thể mà nói, Huyền Hổ Thú trưởng thành có thể so sánh với 10 thượng phẩm thần nhân, nhưng trên thực tế, vô luận là Phong Vũ Lôi Đoàn hay là trận pháp di động kinh khủng của Chu gia, căn bản không phải đồng số lượng Huyền Hổ Thú có thể ngăn cản. Mà đối với Thạch gia cùng Chu gia, cái này căn bản chưa phải là tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ là trận chiến xem như tương đối lợi hại mà thôi. Hay là chúng ta lại đi tìm một cái quáng mạch khác, huyền tinh thiết quáng này để cho bọn hắn đi. Một huyền hổ thú khá nhút nhát nhỏ giọng nói, đây là một hòa bình chủ nghĩa giả, mặc dù lá gan nhỏ nhưng trí tuệ so với huyền hổ thú đồng loại cao hơn rất nhiều, bởi vậy mới có thể tham dự hội nghị bàn chuyện đại sự như thế này. Không được, tên tiểu quỷ nhát gan khoa nhĩ này, chúng ta huyền hổ thú nhất tộc khi nào chịu thua người khác đây? Chúng ta nhất định bảo vệ vùng đất này của chúng ta. Không phải ta sợ, chỉ là muốn... Không phải là ta sợ, ta chỉ là muốn bảo vệ tính mạng cho mọi người thôi. Huyền hổ thú tên khoa nhĩ kia giải thích. Tốt lắm, đừng cãi nhau nữa. Mada chậm rãi đứng lên, nhìn khắp xuống phía dưới. Huyền tinh thiết quáng, chúng ta không thể buông tha cho. Nếu muốn tìm một nơi khác, không biết bao nhiêu năm tháng nữa mới gặp được một nơi như vậy. Sợ rằng còn chưa có tìm được thì chúng ta đã chết đói. Đừng quên chúng ta dựa vào năng lượng ẩn chứa trong quáng thạch mới có thể sinh tồn. Tộc trưởng, theo lời ngài nói, Thạch gia cùng Chu gia thực lực cường đại, ta nghĩ lần này bọn họ đều có thể chuẩn bị mà đến đây. Một khi đứng lên chống lại, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn à. Hơn nữa cũng sẽ đem đến ẩn họa cho các tộc khác. Khoa Nhĩ tiếp tục nói. Khoa Nhĩ, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới rồi, cũng đã cùng với tộc trưởng các tộc khác hiệp thương. Tốt lắm, mang 55 vạn chiến sĩ trước tiên cùng bọn hắn nói chuyện. Nếu không thành, huyền hổ thú nhất tộc cũng không phải để mặc cho người khác khi dễ được. Nói ra câu cuối cùng, trong mắt Mada lóe ra một tia tinh quang. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.